Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ tai nạn lao động ở khu công nghiệp Tàng Lỏng, thị trấn Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 11 giờ 38 phút ngày 2 tháng 8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải Phốt Pho, công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cai, khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 3 người tử vong, một trường hợp đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hai trường hợp đã được chuyển điều trị tại tuyến trên. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bảo Thắng phối hợp lực lượng tại chỗ, khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng, các ban ngành chức năng của tỉnh, của huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đơn vị thi công sử dụng cầu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến 3 nạn nhân may mắn còn sống sót trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, chiều qua mùng 2 tháng 8, hai nạn nhân là Hoàng Văn Thoại và Nguyễn Trọng Thắng sau cấp cứu thoát sốc đã được chuyển tuyến xuống Trung ương để tiếp tục chăm sóc điều trị. Nạn nhân còn lại là Tẩn Ông Sánh đang tiếp tục được chăm sóc điều trị tích cực. Phóng viên Vân Anh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của nạn nhân. Vâng, hiện tôi đang có mặt tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi đang cấp cứu điều trị tích cực cho bệnh nhân Tần Ông Sánh, sinh năm 1994, ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Bác sĩ Hoàng Văn Châu, phó trưởng khoa cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vật vã, thở nhanh, xây xát và có nhiều vết thương trên cơ thể. Cẳng chân trái sưng nề, biến dạng, chảy máu nhiều. Sau khi thăm khám lâm sàng và căn cứ vào các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán sốc chấn thương, đa chấn thương do tai nạn lao động và đang được hồi sức tích cực bằng thở máy. Ngày 2 tháng 8, Thường trực Huyện ủy Bát Sát đã có buổi làm việc với các hợp tác xã và các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Bát Sát hiện có 48 hợp tác xã và 9 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đánh giá, hiện chỉ có 16 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, sản xuất của các hợp tác xã này mới chỉ dừng lại ở sản phẩm thô hoặc sơ chế đóng gói, chưa có sản phẩm chế biến sâu. Tại buổi làm việc, đại diện các hợp tác xã và các doanh nghiệp đề xuất với huyện đẩy nhanh thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, mặt bằng xây dựng nhà xưởng, vùng nguyên liệu. Kết luận buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Bát Sát cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết hiệu quả những khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp, các hợp tác xã đẩy mạnh liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất nông sản bền vững, chú trọng đầu tư chế biến sâu sản phẩm, nghiên cứu phát triển thêm các mô hình du lịch tham quan gắn với trải nghiệm nông nghiệp tại địa phương. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh riêng có, huyện Bắc Hà sẽ kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư vào nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp hơn 54.000 ha, chiếm 79,6% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện, cùng khí hậu tương đối đa dạng, Bắc Hà đã hình thành vùng cây ăn quả ôn đới, vùng sản xuất quế, vùng sản xuất dược liệu, vùng sản xuất chè và vùng trồng rau trái vụ, rau chất lượng cao. Trong định hướng phát triển, Bắc Hà tiếp tục thu hút đầu tư vào những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, chế biến nông lâm sản, gắn với 6 nhóm cây con chủ lực tại địa phương. Huyện sẽ rà soát quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng các nhà máy sơ chế chế biến các sản phẩm nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, hồ sơ, thủ tục pháp lý. Tìm hiểu, học hỏi và đưa mô hình trồng nấm giải kệ vào phát triển kinh tế, hướng đi này của chị Mã Thị Hiền ở thôn Tượng Ba, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai giúp tận dụng được rơm rạ sau thu hoạch lúa, tạo nguồn thực phẩm sạch, nâng cao thu nhập cho gia đình. Tận dụng khu chuồng trại trước đây đầu tư nuôi vịt,
năm 2023, chị Mã Thị Hiền cải tạo thành khu vực trồng nấm sơn. Dễ chăm sóc, nhanh cho thu hoạch và được tiêu thụ khá thuận lợi là những lợi ích mà mô hình trồng nấm sơn giải kệ trong nhà mang lại. Tuy nhiên khi mới triển khai, chị Hiền cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc mua men nấm. Bước đầu làm thì mình chưa hiểu rõ lắm, thì cái vấn đề khó khăn nhất là thời tiết. Lúc nóng, lúc ẩm, lúc mưa lạnh về miền Bắc này nó khó làm hơn miền Nam ấy. Thế là khó khăn về cái thời tiết. Với lại cái nguồn meo giống thì ở miền Bắc thì không có nên là phải mua rất là xa. Em thường là đặt ở Cần Thơ đi. Trồng nấm trong nhà nhưng trước đó công đoạn ủ rơm phải được thực hiện ngoài trời. Sau khi đã ủ, rơm được đưa vào và rải trên các kệ. Toàn bộ công đoạn này đến khi cho thu hoạch khoảng hơn một tháng. Lợi thế trồng nấm giải kệ trong nhà kín là điều chỉnh được nhiệt độ, độ ẩm, nấm ít bị bệnh, lại tiết kiệm được nhân công. Hiện 1kg nấm rơm trồng trong nhà giá bán từ 180 đến 200.000 đồng và tiêu thụ khá thuận lợi. Quả kinh tế mang lại thì nó cao hơn, bởi vì trước em nuôi vịt thì nó không cao lắm, vì em chuyển đổi sang để trồng nấm thì nó đỡ tốn chi phí về thức ăn chăn nuôi so với nuôi vịt. Nuôi nấm này nó dễ hơn, mình chỉ sử dụng rơm rạ, cái nguồn nguyên liệu ở tại địa phương mình. Cái mô hình trồng nấm của chị Hiền đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao so với các cây trồng và vật nuôi khác. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng và phát triển thêm để cho nhiều hộ trong xã này thực hiện cái mô hình này. Việc tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để trồng nấm theo kỹ thuật mới giúp gia đình chị Mã Thị Hiền có thêm nguồn thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Và với hiệu quả từ mô hình trồng nấm giải kệ này, sắp tới chị Hiền sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng để tăng thu nhập. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2024, được tổ chức chiều ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thông tin về công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Dự kiến năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 598 trường, 8.354 lớp với 235.795 học sinh, giảm 12 trường, tăng 93 lớp, 3.370 học sinh so với năm học trước. Ngành giáo dục đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phòng học bộ môn giai đoạn 2022-2025, đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và thực hiện phổ cập mầm non 4 tuổi theo kế hoạch. Cùng với đó, ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các địa phương, các trường học trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phục vụ năm học mới. Ngày 24-25 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát sẽ tổ chức giải đua xe ô tô địa hình Bát Sát Off-road Challenger huyện Bát Sát lần thứ 2 năm 2024. Giải đua xe ô tô địa hình năm nay gồm có hai phân hạng tham gia thi đấu là hạng cơ bản và hạng nâng cấp. Mỗi đội thi gồm một xe và hai vận động viên, một lái chính và một lái phụ, chỉ được tham gia một hạng thi đấu. Các vận động viên sẽ thi tính điểm kỹ năng lái xe bán tải, lái xe SUV, vượt chướng ngại vật, tính điểm theo thể thức tính thời gian. Địa điểm tổ chức giải tại thôn 3 xã Bản Vược, huyện Bát Sát. Giải đua xe ô tô địa hình Bát Sát Off-road Challenger 2024 huyện Bát Sát nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn để giới thiệu quảng bá tài nguyên du lịch Bát Sát đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời qua giải đua xe, khuyến khích người dùng xe địa hình tham gia vào các hoạt động xã hội, cứu hộ từ thiện ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, môi trường sống an toàn và sự thân thiện của người dân khiến Lào Cai không chỉ thu hút nhiều bạn bè quốc tế đến tham quan trải nghiệm mà còn chọn ở lại gắn bó lâu dài. Mario là một giáo viên dạy tiếng Anh. Ông hiện đang làm việc cho một trung tâm ngoại ngữ tại Lào Cai. Gắn bó với thành phố này đã 5 năm, Mario rất yêu thích khí hậu và nhịp sống của thành phố. Những lúc rảnh rỗi, Mario thường đến một quán cà phê quen thuộc để ngắm nhìn khung cảnh phố xá yên bình. Tôi rất thích công việc của mình ở đây vì tôi yêu mến những đứa trẻ. Nếu khí hậu phù hợp, tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với thành phố này rất lâu nữa. Từ đất nước Ấn Độ xa xôi, anh Nitesh Tang đến Lào Cai mang theo tình yêu với môn nghệ thuật Zumba. Mỗi ngày anh dành hơn 3 tiếng cho công việc của một vũ công tại nhảy. Thời gian rảnh, anh Nitesh Tang đi khám phá thành phố, gặp gỡ bạn bè.
đi chợ hàng ngày để mua thực phẩm cũng là trải nghiệm thú vị của anh Mr. Steng khi sống tại Lào Cai. Tôi đã sống ở một vài thành phố trước khi đến đây, nhưng thành phố Lào Cai là nơi tốt nhất đối với tôi. Điều tôi ấn tượng nhất là con người ở đây. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mặc dù sống xa nhà, nhưng ở đây tôi không bao giờ cảm thấy thiếu tình yêu thương. Cũng đến từ Ấn Độ, anh Loket đã có 7 năm gắn bó với mảnh đất Sapa. Là một huấn luyện viên yoga, ngày ngày, vị huấn luyện viên tâm huyết này đã và đang góp phần giúp cho người dân nơi đây có thêm sức khỏe qua những bài tập yoga uyển chuyển. Tôi sống ở Việt Nam đã 7 năm và giờ đang sống ở Sapa. Tôi rất thích phong cảnh và khí hậu ở Sapa, đặc biệt là nhiều người ở đây rất thích yoga. Tôi hy vọng trong tương lai mọi người sẽ thích yoga hơn nữa và tôi cũng sẽ gắn bó với nơi này lâu hơn. Mỗi người nước ngoài khi sống tại Lào Cai đều có những cảm nhận và ấn tượng riêng về mảnh đất này. Ngoài những nét đặc sắc của địa phương thì cuộc sống lành mạnh, môi trường sống an toàn là lực hút bạn bè quốc tế đến với Lào Cai để du lịch hay để định cư lâu dài. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức khai mạc hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2024. Diễn ra từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024, EWEC Đà Nẵng 2024 có gần 300 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh thành phố khắp cả nước, đông đảo các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp thuộc 9 quốc gia. Tại hội chợ sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch, sản phẩm công nghiệp và các dự án kêu gọi đầu tư khu công nghệ cao. Thông qua hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại đầu tư giữa các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, củng cố hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Trên địa bàn Hà Nội những ngày qua, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Mưa lớn tập trung tại một số xã của huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, làm hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, gây ngập úng, làm ô nhiễm nguồn nước và tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh. Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã thành lập 5 tổ chống dịch cơ động, phối hợp với chính quyền các địa phương bị ngập úng, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các tổ chống dịch cơ động sẽ hướng dẫn các trung tâm y tế phối hợp với chính quyền các cấp chuẩn bị đủ cơ số thuốc chloramin B 25% để nước rút đến đâu thực hiện vệ sinh môi trường đến đó, bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai công tác y tế, đưa người dân đến bệnh viện kịp thời khi có yêu cầu. Một bệnh nhân nam 22 tuổi bị dị tật bẩm sinh khuyết hoàn toàn vành tai một bên đã được Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiến hành tạo hình thành công vành tai từ sụn sườn tự thân. Đây là ca bệnh đầu tiên được thực hiện tại đây, cũng là ca phẫu thuật phức tạp, thời gian phẫu thuật khoảng 5 giờ đồng hồ. 4 tháng sau đó, khi phần sụn sườn sống tốt, các bác sĩ sẽ phẫu thuật dựng tạo hình vành tai cho bệnh nhân. Dị tật vành tai là khuyết tật bẩm sinh thường gặp do di truyền hoặc người mẹ bị nhiễm siêu vi trong 3 tháng đầu thai kỳ. Không chỉ ảnh hưởng thính lực, dị tật này còn khiến trẻ vô cùng tự ti và không hòa nhập được với cộng đồng. Phương pháp phẫu thuật tạo hình này sẽ là hy vọng điều trị cho nhiều trẻ mắc dị tật này. Tin thế giới. Trong bối cảnh tình hình Trung Đông gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trong những ngày qua, các bên đang có những động thái chuẩn bị cho khả năng bùng phát xung đột trên diện rộng trong khu vực. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel NSC đã ra cảnh báo công dân tránh di chuyển tới khoảng 40 quốc gia có mức độ đe dọa từ trung bình đến cao với lý do Iran cùng hai lực lượng Hezbollah và Hamas có thể tấn công đáp trả sau vụ hai lãnh đạo cấp cao của hai nhóm này bị sát hại trong tuần này. Bên cạnh đó, Israel cũng cảnh báo về các mục tiêu tiềm năng như các đại sứ quán, giáo đường Do Thái cùng một số địa điểm khác. Đối với các quốc gia có mức đe dọa thấp hơn, NSC khuyến cáo công dân cần tăng cường cảnh giác và phòng ngừa, cũng như hạn chế tham gia các hoạt động đông người không đảm bảo an ninh. Theo cảnh báo từ người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc,
Hơn một nửa dân số Sudan, tương đương 26 triệu người, đang phải đối mặt với nạn đói, thậm chí đã có người chết đói. Trong số đó, có 755 người bị đói khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên báo cáo này đưa ra cảnh báo tình trạng đói khủng khiếp tại Sudan và ước tính có 14 khu vực ở nước này có nguy cơ xảy ra nạn đói trong những tháng tới. Hiện chương trình lương thực thế giới WFP đang tăng cường ứng phó khẩn cấp để có thể cứu sống thêm nhiều người ở Sudan. Song điều này đòi hỏi phải có thêm nguồn tài trợ quy mô lớn và phải chấm dứt các cuộc xung đột ở Sudan hiện nay. Từ tháng 4 năm ngoái, xung đột gần như hàng ngày giữa các lực lượng ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của gần 17.000 người và khiến hơn 10 triệu người phải sơ tán. Nhằm đẩy mạnh phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi xanh, trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã cấp 486 triệu chứng chỉ xanh cho các doanh nghiệp và cá nhân, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điện gió và điện mặt trời là hai lĩnh vực được cấp nhiều nhất, với hơn 300 triệu chứng chỉ. Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết có 39.000 doanh nghiệp và chủ thể cá nhân bên mua tham gia giao dịch thị trường chứng chỉ xanh trên cả nước, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đã có 160 triệu chứng chỉ xanh được giao dịch, tăng 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này có được là do từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã ban hành hàng loạt chính sách liên quan đến cải thiện hệ thống chứng chỉ xanh, chính sách kiểm soát kép về chứng chỉ xanh và tiêu hao năng lượng, khiến hoạt động của thị trường giao dịch chứng chỉ xanh tăng lên rõ rệt. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.